Trước thềm trận đấu với Việt Nam vào lúc 19:30 ngày 8 tháng 11, huấn luyện viên Sundaramoorthy của đội tuyển Lào đặc biệt đánh giá cao bộ đôi Xuân Trường và Công Phượng. Trước giới truyền thông, ông Sundaramoorthy cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều thông tin về đội tuyển Việt Nam. Việt Nam có một tiền vệ từng chơi bóng tại Hàn Quốc là Xuân Trường, cậu ấy có khả năng cầm trịch và chuyền bóng rất tốt. Còn Công Phượng, cậu ấy đi bóng hay, tốc độ và chuyền bóng cũng rất tốt. Chúng tôi đã có dịp tới châu Âu để đá giao hữu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đó là cơ hội tốt cho đội trải nghiệm. Đội tuyển Lào có nhiều cầu thủ trẻ, độ tuổi trung bình khoảng 25. Lối chơi của chúng tôi tùy thuộc vào đối thủ, bởi vậy chúng tôi sẽ nhìn nhận xem Việt Nam tiếp cận trận đấu như thế nào để đưa ra đấu pháp kịp thời." Ở một diễn biến khác, theo công bố từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF, đội bóng lên ngôi tại AFF Cup 2018 sẽ có 300.000 đô la Mỹ tiền thưởng, tăng 100.000 đô la Mỹ so với trước đó. Đội Á quân nhận 100.000 đô la Mỹ, tăng 25.000 đô la. Riêng hai đội thất bại ở bán kết vẫn sẽ nhận 50.000 đô mỗi đội. Như vậy, so với kỳ AFF Cup 2016, khoản tiền thưởng dành cho đội vô địch đã được tăng đáng kể. Khi đó, đơn kim vô địch Thái Lan nhận được 200.000 đô la Mỹ tiền thưởng, còn đội Á quân nhận 75.000 đô và hai đội thua ở bán kết sẽ lĩnh thưởng mỗi đội 50.000 đô. Về thể thức thi đấu, AFF Cup 2018 đánh dấu nhiều sự thay đổi nhằm trao cơ hội cho khán giả tất cả các nước đều có dịp đến sân cổ vũ cho đội nhà, nên AFF đã tiến hành thay đổi thể thức thi đấu mới ở vòng bảng. Thay vì tổ chức vòng bảng ở hai nước như trong những năm vừa qua, vòng bảng AFF Cup Suzuki Cup 2018 sẽ ra trên sân của tất cả các nước tham dự. Cụ thể, mỗi đội sẽ đá 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà trong 4 trận đấu của vòng bảng, ngoại trừ Timor Leste do sân nhà không đảm bảo nên phải chịu thiệt thòi khi phải đá sân trung lập.